của tập đẹp mẹ hả? À. Đây là nhân chị em đi thuê mua hay quá, mua 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 mua.
Thank you.
Đẹp quá. Oh!
Thank you.
Dưa ở nhà mình cũng bán rồi. Dưa hôm nay bà lại về à? Dưa hôm nay là đi ăn cơm với chị Lý. Ở kia đây. Là cái xe hàng cả. Tôi rất cái rộn này của ai nhỉ, ngửa một tí nhỉ. Chị bán 3 cái 10.000 em ạ. 3 cái 10.000 em. Vâng. Còn lại em phải lại lấy nhá. Vâng. Có nhất không? Có. Ôi, một túi gì lại vậy? Túi bánh quả. Vâng. Bánh dày tự giá ấy. Bánh dày tự giá. Còn cái này là nhà, cái này. Còn cái gì? Chị có. Con có tiền để không? Không có. Có thì bà con lấy tờ này. Không, thầy cũng gặp. Bà cháu có rồi, bà chín đó. Vâng. Cảm ơn. Anh 15 nghìn. Ngon thế. Có ăn đeo này. Ừ. Thế lấy màu gì? Lấy màu tím. Lấy đủ 1 cân đi. Ba. Này. Ăn chí 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 cơ báo phái. Tiếng Anh do ăn với bữa Trung Quốc này hôm nay lái cái món này thôi. Đây là nhân gì em? Cái nào là bùn, cái nào là lạc? Màu trắng với màu vàng là bùn là lạc. Kìa thì là lạc nó. Nhìn thích quá. Nhưng mà sợ ăn nhiều béo. Cái thôi mua hay quá, mua thôi. Chả với con kia nó có ăn không? Con bé nó có ăn không? Con bé nó có ăn không? Có ăn không? Thì phiền này. Thôi. Thôi. Ta đang có cái gì đó.
mua đâu nhỉ? Không biết được bà lấy cái nào mình lấy. Mọi thứ lấy một cái. Cảm ơn bà nhé. Bánh trắng với màu vàng này là lạc, còn màu tím với màu đỏ là bừng. Chú đen à? Vâng. Này nhá, chú tiêu khi ra tí thì để em nhìn đi, cho tôi quay. Chú tiêu ra tí thì mình... Cứ nhặt đi, nó về bây giờ. Chú ba à ba? Bánh là chỉ bán 3 cái mình. Cái này là nhân rừng, còn cái này là nhân quả. Ra trong này mà mẹ má ở mặt trường này đi nha. Ôi dồi ôi, thằng thú. Quay đi thức quay đi thức. Không, ba mình lấy mà mấy trăm nha. Có mấy mà có nha, có kho phải thả mua đi. Quay đi thức bày này. Chăm quen 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 mà. Bông bông cứ mà bà tao lang nó trồng bài cái khô rồi hắn đến đấy mày cái đúng nòn ngay bếp ô đây à, họ lấy đi không có lấy về trả đâu đây này nhá. Có cần cho túi vào không hả? Ăn con ăn luôn cho ăn luôn tiếng trắng như ông nó. Ông nhà lán thắm mà bố, bà giáo nói đó là bố đi cân ông về.